Mình xin chào tất cả mọi người, chia sẻ với anh em là hôm nay mình thử một con mồi nuôi lon đây anh em nhá. Tập cho nó làm mồi anh em ạ, để thử xem nó có dám gọi không. Đây, con này thì tập nó sang lồng bẫy khá là nhuyễn rồi. Nó chỉ có hơi hơi sợ một chút thôi. Để ra anh em theo mình nhá, để mình thử xem con này nó xuống dưới cái quấy đầm nhà mình xem mình nó có dám ra giọng gọi hay là ra giọng đấu khi mà chim ngoài đến, hoặc là nó đáp lại như nào không mọi người nhé. Đây con chim này thì thằng cu nhỏ nhà mình nó nuôi. Nó cho lồng bẫy thì nó hơi sợ sợ, nhưng mà bình thường thì thuần lắm mới thả được anh em ạ. Đây là cái bước đầu tiên để là mình thường thường là mình hay gột những cái chú chim non lên làm mồi anh em ạ, cho nó đi nó quen thôi. Chủ yếu là nó quen với cái môi trường lạ ở trong lồng bẫy và cái không gian mới, đồng thời là mỗi một lần di chuyển như này nó dần dần nó sẽ quen anh em ạ. Nhưng là nhiều anh em cứ thấy nuôi chim thuần thấy căng thế cho vào lồng bẫy mà đi ngay thì nhiều con nó cũng không thích nghi ở đâu anh em ạ. Cho nên là cái gì nó vẫn phải tập xuống. Mình đoán là nó chắc là nó chưa dám gì đâu, nhưng mà chủ yếu là đi để mà cho nó quen với môi trường như lúc đầu mình chia sẻ đâu. Ảnh cái gì đấy, ui trứng cá rồi này, nhiều đấy. Cây trứng cá này mình trồng có mấy năm ngoái rồi mà năm nay rất là nhiều để cho có thức ăn rồi này. Hơn một năm mà nó to đùng luôn rồi, trồng được 3 cây trứng cá kia, một cây ở cuối nữa. Trứng cá ngon á. Đây đây đem lại đây. Nhưng mà mới con này là toàn chim, chỗ này nó mới cặp chim già thôi. Đi ra kia, đi cành xoan ngả ngả. Đâu? Đấy là hai con chim ấy rồi, bố mẹ. Đây 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 cái cành này. Đây. Đây là cái này. Là cái này. Đây cành ngang á. Treo lên đây. Rút ra. Đây trên này có một tổ màu này anh em này. Kia tổ màu kia, mình lấy mấy này mình quay cho anh em xem nhá. Cái tổ này thì rất là, nếu mà bình thường rất là khó xem luôn. Được trước nó đẻ cái lứa trước anh em đến đây rồi thấy nó cắp mồi vào đây mà không biết nó ở đâu, hóa ra bây giờ mình mới nhìn thấy kìa. Bây giờ mình soi cho anh em xem nhé. Đây anh em ơi, nó làm ẹp vào thế này thì làm sao mà mọi người nhìn thấy được, đúng không? Bây giờ thì mình suốt ngày mình đi qua đây mình mới nhìn thấy được thôi. Đuôi trên đấy căng đúng không? Đuôi này căng lắm. Đấy tổ màu mọi người nhìn thấy nó làm khôn không, làm bẹp vào ẹp vào cái cây xoan này luôn. Xong chưa? Đấy để thử cái nào. Anh cũng có vẻ hơi sợ sợ. Mở ái lên, mở cái ái lên. Đấy khẽ thôi cả nó chưa quen. Đấy mở cái đấy lên. Cái cặp chim kia nó đâu? Bay đằng sau anh đúng không? Kìa cây kìa, có một tổ đang làm tổ kìa. Cái chỗ cây nhãn kìa, à cây vải kìa. Cây vải ở dưới này có 4 cặp làm tổ. Đây treo cành la la đó. Miễn là nó ra gọi là được, giọng gọi là được. Quay vào cái đầu nhỏ. Dạ. Tỏ vào cái đầu này. Đây. 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 Rồi. Chú bảo. Đúng rồi đấy, đây. Chú dạy cho. Thế. Đấy, nó treo xoay cái kia cái cần ra. Đây. Thấy này ra. Đấy. Đấy nó hơi hơi sợ kìa anh em này. À, đấy đúng không? Kéo cái ngả kia, kia, xuống kia kia. Tiến. Được chưa? Tới không? Không tới thì xả của em. Đấy. Rồi ok, thấy đâu cô. Xem có gọi luôn không nào. À. Được rồi, được rồi, được rồi. Rồi. Xem. Đây còn người em này thì đang thử treo lồng khuyên anh em nhé. Ngồi ở dưới này đang mất điện, mình đang mất điện ngồi trốn đây vừa trốn nắng vừa thử chim anh em ạ. Ngồi dưới này mát lắm. Đi 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 mua nước đi. Đúng rồi nó gọi rồi. Con mồi non kia bắt đầu gọi rồi anh em ạ, có hai đôi. Ai khuyên lý quá đây. Con khuyên, lồng bẫy khuyên thì mình chuyển ra đây này anh em này, có một con nó về luôn này. Đấy, đánh cánh đánh tách luôn. Đấy. Đâu rồi anh em?
À, nó chui vào cái bụi, liệu được không? Đấy, xuống rồi. À, đều rồi, đều. Vào. Vào không? Vào, ui trượt. Hàng đấy. Chuẩn bị này. Xong, được rồi anh em ơi. Đây mọi người ơi, thành quả của anh em mình này. Khuyên ngồi từ mộc lên. Đấy, này. Em Khuyên này, chả biết non hay già. Mày gỡ cho anh xem. Nhìn màu nông này chắc là chắn là già. Rồi, để mình xem cho mọi người xem nhá. Ôi, vẫn còn nữa. Treo lên lại được. Này cực già luôn. Dạ. Xem nào. Quay già mà. Đang mùa đẻ. Ê, kiểu giống như ui, mà cốm à. Cốm nó mà cốm. Không phải. Cầm thế à? Cầm thế quay cái nườn bụng ai ôi Khuyên giả đét luôn anh em ạ. Đâu? Đây, chân này. Chân già, già nuôi tốt hay là bánh tẻ nuôi tốt anh? Già nuôi tốt hơn. Đấy, yêu. Thả đi xong rồi treo lên xem nó có dám tới. Đúng không? Sao không dám tới không? Đấy. Già, nuôi dám tới mà. Già là nuôi là nhanh liếu của anh. Thằng em ơi à, nó hơi bị có duyên nột ngột mùi đấy. Khuyên này cứ tháng nó lại lím. Chả hiểu nó nuôi kiểu gì. Cho ăn cám à? Cám nóng là nó ní quá. Không. Mình thì không sâu về Khuyên lắm, nhưng mà có thằng cu em này nó cứ giờ quyệt gột Khuyên mồi giỏi lắm anh ạ. Cứ vài con mộc nào mà cho ăn cám đấy vào cám cứng trong cứ bắt đầu ra bắt đầu đầu rộng níu bắt. Ít nữa thì mình có con Khuyên non mình thử xem nó có vào lồng. Có con nào thả ra nó lại đấu chưa? Có. À đó, không biết rồi. Con rồi. Đây rồi mọi người ơi, mời anh em uống nước với anh em mình nhá. Nóng quá. Khuyên bẫy nhanh hơn nào. Đây bộ bóc ra đi, bóc ra tủ. Lấy ghế, ăn lại ít ấy đây. Tháo cho anh cốc đá. Tháo cho. Cứ để con mùi non đấy cho nó quen thôi, cần gì. Tí này muốn ra xem đưa mấy chú này đi ra ngoài kia để xem tổ trà màu hoặc tổ chích trè. Tủ chè thang. Một cốc nước mà đang uống ở chỗ này anh em ạ, là tính tiền ngồi tầm gấp 3. Chai nước thì hết có. À đây con mồi lon của mình đang bắt đầu gọi rồi. Mồi tính mấy thằng đang về ấy. Nó đang về. Ok ạ. Mình chia sẻ anh em là trêu mọi người tí thôi, nhưng mà ngồi dưới này cốc nước này rất là giá trị anh em ạ. Đáng 10.000 này thành 15.000. Chủ yếu là mát là chính. Bên này được ngồi xem chim nữa. Xem mấy chim. Đầm sen kìa. Ờ đầm sen thì không tính, nhờ đầm sen thì. Thế là chú cười cho ông. Nhưng mà ở Đan Phượng mày có không? Có. Làm gì có? Có. Đan Phượng đâu có. Đan Phượng mày có. Có đầm sen. Có đầm sen à? Vâng. Rồi mình mời mọi người uống nước cùng mình nhá. Đây là anh em ơi, mình đi lên đây thì con chè mẹ này nó gọi thì lúc nãy thấy một hai con bay ở đây này. Đấy thì bây giờ ra xem cái con mới con còi nhất nó còn không. Thì lúc nãy thằng cu nhà mình đây thì bảo là nó bay ngay dưới chỗ này này anh em này, đi lên đây này. Thế nó lúc ra thấy mới con nó bay ra. Mỗi con này. Còn mỗi con chắc con còi nhất rồi. Bây giờ làm nào đây? Đây mọi người ơi, tổ này thì nó bay ra hết rồi. Hôm trước là còn 6 con. Hết rồi đúng không? Hết. Đây, không còn nữa. Còn con nào trong này à? Không. Đâu, con ra sau cùng đâu? Chưa. À, đây. Zoom. Không tới được rồi. Ôi, con này thì chưa bay được anh em ạ. Đây, chắc con cò nhất tổ nó thấy đàn ra thì nó ấy cùng đây này. Con này thì không theo được mẹ rồi. Một khi phải bắt lại ổ anh em ạ. Ra đây thì nó phi ra. Ra đây nó phi ra. À. Trên đây rồi. Tiền ơi. Dạ. Mày làm nào mày bắt cho anh con chè kia vào cái em ơi. Đâu à? Nó không theo được đàn, nó hai ba con nó chạy sang bên kia rồi kìa. Cái tổ hôm trước cái này. Đây.
Ui ôi, mày lấy rắm hết trứng. Cháu mắt trứng. Kìa, đây kìa, mày tay mày ra mày với cho anh ơi. Con này con còi nhất ổ rồi. Nhanh cả nó bay. Nó chạy. Ừ. Con này để lại ổ nó có đã bón nữa không nhỉ? Chắc vẫn bón này. Không bón, nó đã còn kia đi rồi ai nó bón. Mấy con đi nó đi một đàn như. Nó đi hết rồi ai nó bón. À đây. Đây mọi người ơi, con còi nhất ổ này. Con còi nhất đây. Ui hôm nay to thế. Ôi. À con này còn trống luôn. Trống. Con này con còi ớt nhất tổ của chim con cặp chim của cái tổ 10 trứng này anh em này. Để con trống có thôi. Không theo được đàn rồi. Con này không theo được. Con này không theo được, không theo được. Không theo được ổ. À, không con này không theo được chưa theo được đàn. Bây giờ con chim bố mẹ nó bay bên kia kìa anh em kìa. Thì hôm nay là mình không định sang đây đây xem đâu, thì nhưng mà mới thằng cu nhà mình nó đi sang đây nó rượt con chim má trắng này, nó nhìn thấy hai con nó phi trong cái ống này ra. Đấy con này đẹp lắm anh em này. Này con còi nhất hôm trước này. Bé nhất đâu. Con này con trống. Con này giờ còn bón được không? Không, bón. Thôi cứ để lại ổ đấy là bố mẹ nó khắc bón. Liệu bố mẹ nó bón được không nhỉ? Bón gì nữa. Con này thì không theo được tổ nữa rồi. Con kia nó lại đi rồi thì ai nó đập đi. Không, nó đi ngay đây thôi. Đó đi nhưng mà đây nó đi đây này. Ai giờ nó còn... Đây chim bố mẹ đang gọi nhau, chắc nó chỉ chim con nó chỉ nằm ở bên này thôi. Con nhìn thấy con nào à? Nó cây roi này. Bên này. Đây chỗ này. Đây bố mẹ nó chim cặp chim bố mẹ này anh em này. Thế nhưng mà con còi quá không biết nó có theo được không. Có khi không thì mình phải đem về mình bón cho nó vài buổi. Thế là chim con nó chỉ chỗ này thôi. Thế chà mao mày để đâu rồi? Chà mao mồi, con mồi đâu? Đang để ngoài kia. Đấy nó đang hot đấy. Đấy. Tôi đem về nuôi thôi cả, nó con này nó không theo được mẹ đâu. Mới con kia nó mang về mà anh nuôi về mấy hôm là nó hỏng mất. Đúng con trống luôn anh em ạ. Con này thì nó vẫn còn đang tở lông rồi này. Này cầm về bón cho anh ạ. Nó không theo được đâu. Có mấy con nó theo rồi, nó bay theo đằng kia rồi kìa. Đúng không? Đi hết rồi. Chim bố mẹ đang gọi rồi. Thì mình tiếp tục đi vào đây, mình chỉ cho mọi người xem cái tổ mà trước đây nó làm ở trong cái trại vịt nhà mình ấy kìa anh em kìa. Mấy lần trước nó làm nhưng mà cứ nhiều rác cái là cái con mấy con vịt nó lại cứ tên lôi cái rác ấy ra anh em ạ. Thì hôm nay mình đến đấy, mình vừa đi qua đây thì thấy bắt đầu nó đẻ vào rồi anh em ạ. Nhưng mà lúc nãy mình chưa xem kỹ là nó đẻ bao nhiêu trứng. Bởi vì mình đang vội ra xem mấy con than bay truyền này. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ vào mình xem nó đẻ được bao nhiêu quả trứng ở trong này anh em nhé. Một tổ chim chích chòe mà mình làm cho mình cũng khá là bất ngờ. Vẫn chia sẻ với mọi người là trong trại vịt này là tối là mình nhốt rất nhiều vịt nó vào trong này. Đây tổ ở đây mà cách mặt đất có tầm 40 phân này anh em ạ. Nên là con vịt nó mà đứng đây là nó với tới cái tổ này luôn. Đây mọi người nhìn này, có hai gang tay của mình thôi, một này đấy, hai gang là vào gần tới đây rồi, chỉ có hơn 40 phần rồi. Bật cái đèn anh xem nào. Đây hôm nay nó đã đẻ rồi, mình cứ tưởng là tổ này nó sẽ bỏ cơ, bởi vì trước đây ấy, nó cứ làm rác ra lên đây thì đấy kìa, bắt đầu đẻ rồi anh em kìa. Đây không biết làm nào đấy, trứng đâu đấy. Ừ, nhưng mà không lùa được vào, hình như có mấy trứng vậy. Ba. Đây để lấy cái này. Nhưng mà đừng có động vào rác của nó mà nó ấy. Đây có khi em quay thử cho kia. Được rồi sao ạ? Được rồi. Đừng có động vào rác. Đấy. À, như vậy anh em ạ, thì tổ này bắt đầu mình thấy nó đẻ 3 trứng rồi. Cuối cùng là cứ tưởng nó bỏ qua ra là cứ đi lại lại thế mà nó lại làm lại luôn. Xem để xem ý nó ốc kiểu gì mới được. Tối vịt nó dày đặc trong này, có khi là mình phải dọn cái bãi đất vòng quanh này đi cho nó thấp xuống cho nó đỡ với vào cái chỗ này đúng không? Dạ. Yeah. Phải làm như thế thôi thì nó đỡ phí mà tổ chim. Chỗ này cho trũng xuống. Ừ, cho trũng chỗ này xuống này. Ủa, chim này sau rất nhiều lần mình thấy nó dập dình nó làm thì cuối cùng nó đã vẫn đẻ vào anh em ạ. Thì buổi trưa hôm nay mình cũng đi đưa anh em đi chơi chơi qua qua thế thôi. Mình cũng xin
chào tất cả mọi người, hẹn mọi người những clip sau nhé. Cái tổ chích chòe mà trước nó đẻ 10 trứng đấy, cuối cùng nó ra được một số con rồi anh em ạ. Mình lại đem một cái con còi nhất kia vào để chăm, bởi vì lúc nãy là nó, mình sợ là nó không theo được đàn, mà chỉ xảy ra là ngoài này cái khu vực nhà mình nó có chim săn thôi anh em nhé.